Trà thanh nhiệt đốc nội thanh, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Trang thương mại điện tử tiki.vn hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1. Ở những cách cư xử, ở sự đứng về phía của những người yếu thế hơn trong cuộc sống, đương nhiên là cũng cùng với những câu chuyện riêng của bản thân mình, nhưng bài hát này sẽ đặc biệt. Em muốn gửi tặng bài hát này dành cho Khánh Long, một gentleman đối với em. Từ khi còn bé, tôi từng nghĩ là sẽ lớn lên mạnh mẽ như loài hoa cỏ dại, sống chân đạp đất đầu đội trời không sợ ai. Rồi khi tôi lớn lên, nhiều điều tôi biết thêm, biết rằng cuộc sống không chỉ có mỗi một màu, biết muộn phiền, biết âu lo sẽ không quá mau. Sợ tôi đã phải trải qua những điều gì chẳng để sẽ sống như là mình. Con đường chinh phục The Debut không dễ dàng tí nào. Phải tập luyện với điều kiện cực kỳ nóng và khắc nghiệt. Những bữa ăn cay nóng vội vã. Phải thức khuya dậy sớm chờ tới lượt để bay lên sân khấu. Nhưng mà khi lên sân khấu thì phải tươi tắn, vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Nhờ The Debut mình nhận ra rằng Dr. Thanh có thể giúp mình tươi tắn và rạng rỡ. Cái ánh sáng ở trên soi chúng em không cần đâu. Em sáng lắm rồi. Có Dr. Thanh, tươi tắn The Debut bất chấp nóng trong người. Trà thanh nhiệt Dr. Thanh, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài.